thanh niên tử vong giữa đường trong khu công nghiệp sóng thần. Cụ bà 92 tuổi tử vong sau va chạm với xe tải. Cháy rừng ở Hải Dương hơn 600 người xuyên đêm dập lửa. Gần 150 chiến sĩ truy bắt đối tượng chém một trưởng công an xã ở Yên Bái tăng trữ thuốc phiện kiêm luôn sản xuất súng tự chế. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Việt Nam Plus. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 10, người dân lưu thông trên đường số 20 khu công nghiệp Sóng Thần, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, phát hiện một thanh niên nằm giữa đường, cách đó là chiếc xe máy của nạn nhân. Lại kiểm tra thì phát hiện thanh niên đã tử vong nên báo công an. Nhận tin báo công an thành phố Di An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, nạn nhân được xác định là anh NVC 23 tuổi quê Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, anh C làm việc cho một công ty vận tải tối ngày 5 tháng 10 cùng nhóm bạn đi nhậu ở một quán karaoke gần hiện trường. Sau đó anh này về trước rồi xảy ra vụ việc, qua dấu vết ở hiện trường, nghi vấn có thể nạn nhân va chạm với một phương tiện khác. Hiện công an đang trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ việc. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến tăng thương nhiều nơi. Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Yên Bái khiến cho một cụ bà 92 tuổi tử vong, một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, Khoảng 15 giờ ngày 5 tháng 10, tại khu vực đường Yên Ninh, giao đường Tô Hiệu, đường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, xảy ra va chạm giao thông giữa một xe ô tô chở đất và xe máy khiến hai người thương vong. Tại thời điểm trên, anh Nguyễn Trí Thanh, sinh năm 1984 ở khu 8, Phương Lĩnh, Thành Ba, Phú Thọ, điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 38C003XX di chuyển trên đường Yên Ninh hướng từ trung tâm km 5 về hướng bệnh viện Sản Nhi. Khi đến khu vực giao nhau giữa các đường Yên Ninh, Tô Hiệu thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 21B1608XX do bà Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1964 ở tổ 5 Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, trở theo bà Lê Thị N, sinh năm 1932 ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, di chuyển song song cùng chiều bên phải. Hậu quả va chạm khiến bà N tử vong tại chỗ, bà Tê bị gãy chân cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng đảm bảo giao thông. Từ đầu năm đến nay, liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề về người và của, trong đó đặc biệt là các vụ cháy rừng. Sáng ngày 6 tháng 10, các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương tiếp tục được huy động tăng cường tới hiện trường khi vụ cháy rừng tại xã Kinh Môn đang có dấu hiệu bùng phát trở lại. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 10, cánh rừng từ khu vực Chùa Gạo theo hướng lên tượng đài Trần Hưng Đạo ở núi An Phụ, phường An Sinh khi xã Kinh Môn Hải Dương xuất hiện đám cháy lớn. Ngay khi phát hiện đám cháy, Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn đã huy động khoảng 600 người, gồm các lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự, hạt kiểm lâm thị xã Kinh Môn, lực lượng dân quân, các phường Hiệp Sơn, Phạm Thái, An Phụ, Hiệp Hòa, Thượng quân, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tạo đường băng hai bên để khống chế ngọn lửa lan rộng. Sáng ngày 6 tháng 10, thông tin từ đại diện Hạt Kiểm Lâm thị xã Kinh Môn cho biết các lực lượng chức năng đã trắng đêm, sử dụng các biện pháp nhằm khống chế vụ cháy. Tuy nhiên do ảnh hưởng của bão số 3, lượng cây gãy đổ nhiều, thời tiết vào mùa hành khô nên lửa dễ lan rộng, khó khăn cho công tác chữa cháy. Thời điểm hiện tại, các lực lượng đang được huy động tăng cường khi đám cháy có dấu hiệu bùng phát trở lại. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng manh động đã tấn công lại lực lượng chức năng chống người thi hành công vụ, mới đây gần 150 cán bộ công an ở Yên Bái được huy động để truy bắt hai đối tượng dùng hung khí tấn công trưởng công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Hiện tại, lực lượng công an đã bắt được một đối tượng Tối ngày 5 tháng 10, theo thông tin từ Công an huyện Yên Bình, Yên Bái, đơn vị và Công an tỉnh đã huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ để bao vây, truy bắt hai đối tượng Lục Văn Hùng, 49 tuổi và Lục Văn Đông, 45 tuổi, cùng chú tại thôn Khe May, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Đến khoảng 15 giờ chiều ngày 5 tháng 10, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Lục Văn Hùng. Trước đó khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10, công an xã Tân Hương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại thôn Khe May có đối tượng Lục Văn Đông đang dùng kiếm đe dọa không cho người dân gặt lúa. Ngay sau đó, tổ công tác gồm ông Lương Văn Chiến, trưởng công an xã Tân Hương cùng ba thành viên công an xã và lực lượng an ninh trật tự thôn Khe May đã đến giải quyết vụ việc. Tuy nhiên lúc này, Lục Văn Hùng đã cầm dao đe dọa và chửi bới tổ công tác. Mặc dù lực lượng công an đã yêu cầu Hùng bỏ dao xuống, nhưng đối tượng không chấp hành. Đối tượng Hùng dùng dao đuổi tổ công tác. Cùng lúc, đối tượng Đông từ trên đồi chạy xuống, cầm kiếm dài khoảng 1,5 mét, tấn công vào lưng và sau gáy ông Lương Văn Chiến rồi bỏ trốn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Chiến đã được đưa đến trạm y tế xã để sơ cứu vết thương và chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Hiện tại, vết thương của ông Chiến không còn nguy hiểm đến tính mạng. Lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng Lục Văn Đông. Mới đây, Công an huyện Mường La, Sơn La vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, vào ngày 5 tháng 10, Công an huyện Mường La đã phát hiện bắt quả tang Giàng A Trinh, sinh năm 1988, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ 1,35 gram thuốc viện. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trình, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng bằng gỗ dài 68cm, một khẩu súng bằng kim loại dài 40cm, đều là súng bắn đạn nổ, 15 viên đạn màu vàng đồng có đường kính 0,8cm, 147 viên đạn thường có đường kính 0,5cm, một máy hàn, một máy cắt, một máy khoan, 15 que hàn, 3 kìm, một thước định vị. Với số tăng vật trên, Trinh khai nhận dùng để sản xuất và chế tạo súng, đồng thời lực lượng chức năng thu giữ thêm hai khẩu súng cồn hơi, một lọ nhựa thuốc súng sử dụng cho súng kíp và nhiều tăng vật khác có liên quan. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường La tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giang A Choi sinh năm 1990 và Giang A Câu sinh năm 1993 là hai đối tượng cùng tham gia sản xuất, chế tạo súng cùng Trinh. Sáng ngày 6 tháng 10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ 12 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động lưu thông thông qua phà để chuẩn bị lắp lại cầu Phong Châu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trước đó, bão số 3 gây mưa lũ, làm nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết thay đổi địa hình lòng sông, kéo đổ trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính của cầu Phong Châu, nhịp 6 và 7, lúc 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9. Ngày 29 tháng 9, tại bến sông thuộc khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, lữ đoàn 249 binh chủng công binh chủ trì phối hợp với các lực lượng triển khai bắc nối thông cầu phao PMP 60T đảm bảo giao thông cho người dân hai bên bờ sông Hồng thuộc huyện Tam Nông và Lâm Thao. Vị trí bắc cầu ở phía hạ lưu cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập nhịp ngày mùng 9 tháng 9, khoảng 300m sau khi lắp đặt xong, từ 6 giờ ngày 30 tháng 9, người xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô con và xe bán tải được đi qua cầu phao Phong Châu, Phú Thọ. Tối ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mức nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn, nên lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu phao Phong Châu từ 18 giờ cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10, Lữ đoàn 249 Công Bình phối hợp cùng Công Bình quân khu 2 lắp phà phục vụ người dân qua lại sông Hồng ở Bến Từ, khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông sang khu 4, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ và ngược lại. Phà tạm thay thế cầu Phong Châu hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày, mỗi chuyến phà di chuyển qua sông khoảng 15 đến 20 phút, chở được từ 30 đến 35 người và phương tiện gồm xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô. Người dân đều được trang bị áo phao có cano của quân đội đi cùng phà để đảm bảo an toàn. Ngày 5 tháng 10, liên quan tới việc 13 học sinh trường trung học cơ sở Bình Minh ở huyện Thanh Oai, Hà Nội nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi uống nước ngọt được phát miễn phí ở cổng trường. Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia đã công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước ngọt. Theo đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội phối hợp với cơ quan liên quan đã lập đoàn kiểm tra, xác minh tiến hành niêm phòng 234 chai trà mật ong bon trà vị ô long đào trên nhãn ghi sản phẩm của công ty cổ phần Unipen sản xuất ở Bình Dương và hai chai nước C2. Đây là các chai nước ngọt được phát miễn phí tại công trường trung học cơ sở Bình Minh, trong đó có 98 chai nước mà học sinh đã uống và 136 chai chưa sử dụng. Đoàn đã lấy mẫu hai loại nước ngọt trên gửi đi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Qua kiểm nghiệm, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã công bố kết quả. Theo đó, với hai mẫu sản phẩm được chuyển đến, các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vật đều cho kết quả đạt tiêu chuẩn QCVN62-2010 BIT và an toàn với người sử dụng. Do đó, xác định nguyên nhân khiến các học sinh nhập viện không phải do ngụ độc sau khi uống nước ngọt. Cơ quan chức năng cũng làm rõ, ngày 30 tháng 9 là ngày xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc. Trường trung học cơ sở Bình Minh không tổ chức ăn bán chú, nên nguyên nhân ngộ độc thực phẩm do ăn uống tại trường cũng bị loại trừ. Trước các thông tin trên, đại diện phòng y tế huyện Thanh Hoài cho biết về các triệu chứng đau bụng, đau đầu, chóng mặt buồn nôn mà các học sinh gặp phải sau khi uống nước ngọt miễn phí, có thể do các em đã uống một lượng lớn nước ngọt cũng sau khi xảy ra sự việc trên cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có công văn đề nghị đơn vị y tế chức năng ở các tỉnh thành phố tăng cường giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực trường học phối hợp với chính quyền địa phương ngành giáo dục đào tạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực trường học đồng thời các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giải tỏa những hàng quán không đủ điều kiện kinh doanh trước cổng trường kiểm soát chất lượng đồ ăn bằng cách test nhanh kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và xử phạt nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho các trường học ban phụ huynh phụ huynh học sinh nhắc nhở học sinh không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc do người lạ cung cấp cục an toàn thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị trong ngành y tế tăng cường công tác giám sát kiểm tra quản lý các nguồn cung thực phẩm trong và xung quanh trường học nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm về phía nhà trường cần nâng cao trách nhiệm của ban giám hiệu ban phụ huynh học sinh trong công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc trong khu vực trường học Thưa quý vị, tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ, không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm sáng ngày 6 tháng 10 đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và 25 năm Hà Nội được vinh danh thành phố vì Hòa bình. Đây là một sự kiện lớn được nhiều người dân thủ đô chờ đợi. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024 và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu thành phố vì hòa bình, 16 tháng 7 năm 1999, 16 tháng 7 năm 2024. Sáng ngày 6 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Ngày hội văn hóa vì hòa bình tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình là chương trình mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tôn vinh giá trị lịch sử của ngày giải phóng thủ đô, đồng thời nhìn lại 25 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu thành phố vì Hòa bình của UNESCO, khẳng định những nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, đồng thời xây dựng một thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế chương trình được tổ chức tại khu vực tượng đài vua lý thái tổ và các sân khấu phụ tại vườn hoa đền bà kiệu quảng trường đông kinh nghĩa thục nhà hát đương đại việt nam ngã tư lê thái tổ bà triệu tràng thi hàng khay Chương trình với khoảng 10.000 người tham gia, trong đó có khoảng 700 đại biểu khách mời trong nước và quốc tế, 9.000 người tham gia diễu hành và trình diễn, gồm nghệ nhân và nhân dân của 30 quận huyện thị xã, các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế. Sau phần lễ các đại biểu, người dân được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành. Ngày hội văn hóa vì hòa bình được chia làm 3 phần chính bao gồm Phần 1 Ký ức Hà Nội tái hiện lại những thời khắc lịch sử của Hà Nội qua các tiết mục nghệ thuật, đặc biệt là sự kiện đoàn quân chiến thắng tiến vào tiếp quản thủ đô vào ngày 10 tháng 10 năm 1954. Phần 2 Dòng chảy di sản giới thiệu các di sản văn hóa thủ đô, bao gồm trình diễn di sản văn hóa phi vật thể cùng các loại hình nghệ thuật dân gian như múa sinh tiền, múa bài bông, ải lao, múa rồng, rào long, treo tàu tổng gối. Sự kiện này còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Hà Nội như một thành phố sáng tạo và giàu di sản văn hóa, góp phần thu hút khách trong và ngoài nước. Phần 3. Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Các màn trình diễn, nghệ thuật giới thiệu về hành trình phát triển của Hà Nội từ một thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một thành phố vì hòa bình với sức sống mạnh mẽ hiện đại chương trình khép lại với phần diễu hành hoành tráng có sự tham gia của đại diện các quận huyện thị xã và các tầng lớp nhân dân thủ đô tạo nên một bức tranh sống động về một hà nội đa màu sắc văn hóa Thông qua sự kiện này, Hà Nội không chỉ khẳng định vị thế của thành phố lịch sử, văn hóa mà còn là trung tâm kinh tế chính trị quan trọng của cả nước. Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa vì hòa bình cũng là một phần trong chiến lược phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với các sự kiện kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô hàng năm, góp phần thúc đẩy du lịch văn hóa và phát triển kinh tế bền vững cho thủ đô. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.